Dạ, em xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì buổi sáng hôm nay thì em cũng đang có mặt tại Hoa viên Nghĩa Trang tỉnh Bình Dương. Thì là mộ của cậu Năm Vũ Linh đó cả nhà. Thì hôm nay em cũng có mua cho cậu Năm một ly cà phê đen. Thì em vào em thắp hương em mời cậu Năm dùng nha cả nhà. Thì hình như là ở đây có mưa. Có mưa em thấy đất nó ướt nè cả nhà. Thật ra thì ở trên nhà không có mưa, đi về cũng không có mưa luôn, ở đây có mưa. Để em vào mà em dâng ly cà phê lên cho cậu Năm thắp hương mời cậu Năm dùng như thế này. Nàng lớn nàng nhỏ vâng vâng thay sao tiêu thành nữ vâng máu quyên la nghĩa thần rằng thần lờ lòng đơn phu ông cả bằng cha ít ai có bằng vì cớ sao về đất đai trong cõi thiên phù đề theo nhờ ông hộ trợ cho đến có cây càng đá lúa mẹ sẽ lao cao thấp của bao tất cả những thứ từ đất mà có ra đều nhờ nơi đức thần của ông cha này ông lại tuyên bày những cơ lời của ngài địa tạng bồ tát thôi xong đứng và thần thông lại càng thêm trăm anh lần rồi hơn lúc thường này địa thần trong đời xa như có trẻ Việt Nam người điền nữ nào cũng chưa chia tan Bồ Tát cũng đọc kinh luận bây giờ em sẽ thì em sáng nay em mua cà phê thì mấy bạn thì có cúng bắp với lại chú chiên bánh cả nhà. Và bây giờ em sẽ phụ với tài lau mộ cho cậu Năm nha cả nhà. Chẳng phải chỉ riêng mình đang mơ thì người đó cũng có hàng quyền của vua Pháp Phương để tinh quyền của vua chư thiên ủng hộ người đó. Tại sao lại đáng ra về vẫn ủng hộ như thế đều cho vì những người ấy xin lễ tượng của địa tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh bốn niệm này. Tự nhiên từ rau ráo xa lìa biên khó chân nào nghĩa mà an vui vì thế nên đang ủng hộ một cách lớn lao như thế. Trên địa tạng Bồ Tát vốn hiền thấy nghe đưa lời ân thân thứ 12 đưa và phóng quang tuyệt cả lúc đó từ chân đành một đường thế tôn phóng ra cả trăm nghìn muôn ngữ tia sáng lớn như là tia sáng sắc trắng tia sáng sắc trắng lớn tia sáng lành tốt tia sáng lành tốt lớn tia sáng ngọc tia sáng ngọc lớn tia sáng sáng tia sáng sắc tia lớn tia sáng sắc sáng tia sáng sắc sáng lớn tia sáng sắc tia sáng sắc tia lớn tia sáng sắc hồng tia sáng sắc hồng lớn tia sáng màu lục tia sáng màu lục lớn tia sáng màu vàng y tia sáng màu vàng y lớn tia sáng tướng mây lặng tia sáng tướng mây lặng lớn tia sáng tướng nghìn vòng tròn tia sáng
trang vòng tròn bao tia trang vòng tròn bao lớn tia trang vương mặt trời tia trang vương mặt trời lớn tia trang vương mặt trăng tia trang vương mặt trăng lớn tia trang tướng công ở điện tia trang tướng công ở điện lớn tia trang tướng mày điện tia trang tướng mày điện lớn từ trên đánh mong vòng ra như đường tia sáng như thế xong lại nói ra như tiêu rất gì nhiều mà bao đại chúng rằng này tam bồ chúng trời rộng người cùng biên vân vân lòng nghe hôm nay ta ở tại cung trời đau lời quyền bài người thiên nhất thế lời ích trong hàng trời người những ngày từ công thế nhi bằng từ quê nhân hẳn lên bậc tăng chứng chư chứng quá tầm điền nhưng từ rô rao không ở lối trường nơi đạo vô thượng chẳng đáng chánh giác của ngài địa tạng bồ tát quan thế âm cầu thân lúc cơ phật nói lời trên đó vừa dừng tiếng trong pháp hội có một vị đại bồ tát chiều là quan thế âm từ chỗ ngồi đứng dậy vì gọi chấm tới ma bánh cùng đức phân rằng bằng đơn thế thôn ngài địa tạng đại bồ tát đầy đủ đức từ bi lớn ngài thương con chúng sanh mắc tội vô ở trong muôn nghìn ấy thế như ngài hóa hiện ra nghìn muôn ứng thân bao nhiêu công đức và chứng hoài thân chẳng thể nghĩ bằng của ngài con đã từng nghe đứng thế tôn cô trong Dạ. Lòng một cho cậu Năm xong rồi bây giờ mình nè. Cậu Năm cả nhà. Bây giờ mình đi qua mộ của cô Huệ, mình lau mộ cô Huệ luôn cả nhà. Thank you.
lời. Thì em phụ lo mổ cho cô Thanh Kim Huệ xong rồi chồng mà lại mổ của cậu Năm này cả nhà. Thì sáng có cô Huệ tới giếng cậu Năm. Bây giờ mình sẽ đi thắp hương cho mấy cô chú hàng xóm xung quanh của cậu Năm nha cả nhà. Giờ mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo em đi thắp hương cho mấy cô chú hàng xóm nha. Ai chàng về thế giới nào mà cho nó lắm cõi trời nào, người đó như có thế tố về hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát Nhân Giác nghe danh hiệu của Ngài rồi mong bằng chiến mong bằng đất này. Từ một ngày cho đến mấy ngày đừng thôi đất băng băng đau nghe cho đây nhiều thầy mình không đi qua mà hướng nhạc sĩ của nhạc sĩ chú Nguyễn Văn Tý nha cả nhà. Một có bác Sơn Hải. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Thì mộ của anh Long. Đây là mộ của bác Tấn. Tấn là tác giả của chuyện tình ba cái quần đó cả nhà.
Thì mình nói chuyện tình bán áo quần thì nghe vui vui á cả nhà, tại vì hôm bữa vợ của Bắc Tấn lên là có kể á, kể chuyện tình của Bắc Tấn với lại Bắc Gái hồi xưa đó, vui cả nhà. Thì hôm nay là Hoa Viên có cắt tỉa mấy cái cây này chứ, nên là nhìn nó trống trải, nó thoáng mấy cái mộ thôi cả nhà ha. Thoáng mấy cây này nè, hôm qua thấy mấy anh mấy chị cắt tỉa nên là nhìn thoáng. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua hướng bên đây nha cả nhà, hướng cô chú bên đây nha. Thật sự hôm nay là tỉa cây ra nhìn rất là thoáng luôn á cả nhà. Quá thoáng luôn. Thì buổi sáng ở Hoa Viên thì rất là mát mẻ, cảm giác rất bình yên mà được nghe kinh nữa, kinh Phật nữa cả nhà. Thì em đã thắp hương xong cho các cô chú rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng qua mộ của bác Dương Văn Ngộ, là người viết thư tay xuyên thế kỷ cả nhà, mới được an táng gần mộ của cậu Năm cách đây 2 ngày thôi. Thì mình sẽ qua bên đó mình thắp hương cho bác nha, mời cả nhà theo em nha. Bữa sáng anh Toàn ảnh đi cái này kêu bằng gì ta, em cũng biết kêu bằng gì, nhưng mà cái máy này nó sẽ thổi cái lá cây cả nhà, thổi lá cây cho nó qua hai bên đường, xong rồi sẽ một lát sẽ có mấy chị sẽ quét lại cả nhà. Rồi anh sáng sáng là em thấy anh đi quét vậy á, anh xét anh, sau một lát có mấy chị sẽ quét lại cả nhà. Thank you.
Thì lúc nhân trong bắt đầu xong rồi thì em cũng xin phép tạm dừng video nha. Chúc cả nhà mình ngày mới vui vẻ nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại video sau nha.